Kính thưa các đồng chí trong chi bộ, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong buổi sinh hoạt chi bộ hôm nay, được sự phân công của chi ủy, tôi xin kể một câu chuyện về tấm gương đạo đức của Bác, đó là câu chuyện Bác Hồ học ngoại ngữ. Thưa toàn thể các đồng chí, trong bản lý lịch đại biểu dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 7, Bác đã viết: "Tôi biết các thứ tiếng Pháp, Anh, Trung Quốc, Ý, Đức, Nga. Nhưng trên thực tế, trong các chuyến đi công tác nước ngoài, cũng như những lần đón tiếp các đoàn ngoại giao tới thăm Việt Nam, vốn ngoại ngữ của Bác không dừng lại ở đó. Người còn có thể sử dụng thông thạo khá nhiều ngoại ngữ khác nhau như tiếng Xiêm, nay là Thái Lan, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ả Rập, tiếng của rất nhiều dân tộc thiểu số Việt Nam, vân vân. Vốn ngoại ngữ đó của Bác không phải do thiên bẩm, mà tất cả đều xuất phát từ sự khổ công luyện tập. Vào mùa hè năm 1911, Bác đặt chân lên đất Pháp. Đối với Bác, kể từ thời điểm đó, mọi việc từ sinh hoạt hàng ngày tới công việc nhằm tìm ra con đường cứu nước, cứu dân đều phải sử dụng tiếng Pháp. Vì thế, nếu không biết tiếng Pháp thì thật là một trở ngại lớn nhất trên con đường tìm đường cứu nước, cứu dân. Bác đã đặt ra một quyết tâm lớn, nhất định phải học nói, học viết cho kỳ được, và Bác đã tìm ra một phương pháp học cho riêng mình, dù trong hoàn cảnh thiếu thốn khó khăn. Ngay khi còn trên chuyến tàu sang Pháp Latouche-Tourville dưới cái tên Văn Ba, mỗi lúc rảnh rỗi, Bác thường tìm đến hai người lính trẻ cùng đi trên tàu để học và viết tiếng Pháp. Họ cho Bác mượn những quyển sách nhỏ in bằng tiếng Pháp. Muốn biết rõ về cái gì, muốn biết đồ vật nào đó bằng tiếng Pháp như thế nào, Bác đều chỉ tay và hỏi. Tối tối sau khi đi làm về, Bác ghi lại những từ mới vào. Học được chữ nào, Bác ghép chúng thành câu và thực hành ngay. Ban đầu, Bác tập ghép một vài từ, sau ghép thành đoạn. Dần dần người tập viết thành từng bài. Một thời gian sau, Bác tìm đến các tờ báo của Pháp để xin viết và đăng bài. Trong những lần gửi bài, Bác nói với mọi người trong tòa soạn rằng: "Tôi rất sung sướng nếu bài viết này của tôi được đăng, nhưng dù thế nào cũng xin các đồng chí sửa lỗi tiếng Pháp cho tôi." Sau mỗi lần bài viết của Bác được đăng, Bác vui mừng khôn xiết, và theo chỉ dẫn của những chủ bút, Bác vẫn tiếp tục không quên xem lại từng câu từng chữ, xem bài viết của mình đúng chỗ nào, sai chỗ nào, tòa soạn đã sửa lại cho mình ra sao. Bác tập viết đi viết lại, khi viết diễn giải ra cho dài, lúc viết đoạn ngắn cho xúc tích. Cứ sau mỗi ngày làm việc, dù công việc bận bịu tới đâu, Bác vẫn tranh thủ đọc vài trang tiểu thuyết, vừa để giải trí thư giãn đầu óc, lại vừa để trau dồi kiến thức. Bác tập viết những bài phóng sự. Sáng nào Bác cũng viết từ 5 giờ đến 6 giờ rưỡi. Tới 7 giờ Bác lại bắt tay vào công việc. Dù trời nóng hay rét, Bác cũng không nản chí. Thấm thoát thời gian trôi đi, cho đến năm 1922, Bác đã trở thành một chủ bút tờ báo Người Cùng Khổ, viết bằng 3 thứ tiếng. Tên báo bằng tiếng Pháp đặt ở giữa, chữ Ả Rập bên trái và bên phải là chữ Hán. Tất cả đều do Bác viết. Do tòa soạn không có ban biên tập thường xuyên, nên nhiều khi Bác phải cáng đáng mọi việc từ khâu sửa chữa, biên tập bài vở tới khâu bán báo. Tranh thủ mọi cơ hội để học, người đã tiến bộ không ngừng, và như chúng ta đã biết, người có thể nói được rất nhiều thứ tiếng chính là do cách học tập kiên trì như vậy. Tự học với một tinh thần cầu tiến, cộng với sự khắc khổ và phương pháp học đúng, Bác đã thành công. Ôi hát ngàn lời ca bao la hơn những cánh đồng, mênh mông hơn mà biển đông, êm đềm hơn những dòng sông. Nhất tên người là một niềm tin.